triệu, bảo hiểm nhà chỉ có 450 đô mỗi năm, thương mại chỉ có 550 đô mỗi năm, nhân thọ trên 65 tuổi cho 50.000 mà chỉ có 100 đô mỗi tháng. Xin gọi cho Odyssey số 7148. Thưa toàn thể đồng bào nhân loại rất là quý mến của chúng ta, thì sau lưng tôi là hình bản đồ trẻ em trên toàn thế giới. Và thưa đồng bào, hiện tại chúng ta có trên 7 tỷ người, và trong số 7 tỷ người này đều là đồng bào ruột thịt thân thương nhân loại của chúng ta, và chúng ta là con cái của Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Và trong số trên 7 tỷ người trên quả địa cầu hiện tại bây giờ, trên 1/3 là trẻ em, từ lúc mới sinh ra đời cho đến 18 tuổi, hình như là trên 1/3 thì phải. Và kính thưa quý vị, chúng ta trước sau gì cũng sắp hàng đi ra nghĩa địa để mà ước ao được trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng, ngõ hầu xin được một vé để mà về cõi niết bàn thiên đàng, hoặc là tất cả những ngôn ngữ từ ngữ nào cho là tuyệt vời nhất mà con người đặt ra, hoặc là thế giới thiên loại ban cho, hay là con người đặt ra thế giới nhân loại đặt ra, hoặc là thế giới súc sinh đặt ra. Tuy nhiên chúng ta ước ao được có một vé để mà đi về khỏi niết bàn thiên đàng, tức là đi về thiên đàng. Nó nôm na là như thế. Và kính thưa đồng bào quý mến, thế thì chúng ta ra đi, và chúng ta ước ao để lại những gì mà chúng ta kiểm chứng và cho rằng tốt cho thế hệ mai sau. Ở trong đó có thể có con cháu và cháu chắt con em chúng ta, tức là nói xa nói gần thì là nhân loại. Vâng, thế thì chúng ta đã và đang làm được gì cho thế hệ trẻ? Ở trong khi đó chúng ta lần lượt chuẩn bị sắp hàng đi ra nghĩa địa. Vâng, điều này cá nhân tôi thỉnh thoảng tôi xin suy ngẫm và nghiêm ngẫm rất là chính chắn, tức là phải có sự quyết định dứt khoát cần làm gì trước khi sắp hàng đi ra nghĩa địa. Vâng, nói chính là gì sắp hàng ra nghĩa địa nghe mắc mỡ, nhưng mà thực tế là như thế. Tại vì già quá rồi, bệnh hoạn rồi, hết suy quắc rồi, rồi sống chi cho nó mệt, cho nó làm phiền con cháu, làm phiền người đời, làm phiền nhân loại, thì chúng ta bắt buộc phải bàn ra nghĩa địa, đúng không? Thực tế như thế. Vâng, dạ thưa đồng bào mến, cá nhân tôi thì tôi cũng trên dưới sáu bó, tôi cảm nhận được điều đó. Thế thì có những người trên sáu bó, rồi trên bảy bó, rồi trên tám bó, tự hỏi những vị đó đang suy nghĩ gì, hoặc là thỉnh thoảng suy nghĩ như thế nào về sự việc mà
chúng ta đã và đang làm những gì cho thế hệ còn lại, tức là thế hệ tương lai, thế hệ trẻ. Vâng, kính thưa quý vị, bản đồ sau lưng tôi bằng mờ ấy, đó là bản đồ thế giới trẻ em, tất cả nhân loại. Bây giờ là trẻ em là cái như là trên 1/3 là cái chắc rồi, chắc chắn rồi. Kính thưa anh chị em thân mến, năm nay là năm 2013, cách nay hơn khoảng 2.000 năm về trước thì quả địa cầu có khoảng 100 triệu người, bây giờ là trên 7 tỷ người. Rồi 50 năm nữa, 100 năm nữa thì chúng ta sẽ chắc chắn có trên 10 tỷ người hoặc là mười mấy tỷ người, thí dụ như vậy. Cái đà này sẽ đi đến giai đoạn đó, đúng không? Và qua địa cầu hiện tại bây giờ, qua lối sống của nhân loại hiện tại bây giờ, thì thật sự là chúng ta đang đến một ngõ cụt, tức là bầu khí quyển đã bị hư hao phần nào, và trên quả địa cầu thì tiếp tục những chất độc cho con người đang thải ra bừa bãi, và tình trạng người giàu thì tiếp tục bóc lột sức lao động của người nghèo, và thế giới siêu nhiên trong đó có bọn quỷ Sa Tăng và quỷ Đô Thanh, chúng nó rất là hung dữ, chúng nó đã hiện ra trên mây, chúng nó trình bày cả bao nhiêu năm nay cho đồng bào bá tánh được rõ. Và đương nhiên đồng bào thấy bên phải tôi là hình khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra, thấy nè, mặt Chúa Giêsu hiện ra, và người Việt chúng ta chụp được, dân Việt chúng ta chụp được. Còn bên trái tôi là hình ảnh những anh hùng chiến sĩ, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra. Kính thưa đồng bào thân mến, và đương nhiên hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra với cái dạng ông rồng bà phụng kết tụ bởi oxygen hiện ra, và rất nhiều phép lạ tôi đã chụp được do Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến năm nay là đầu năm 2013. Và tôi đã liên lỉ thông báo và cảnh báo cho nhân loại biết nói chung và nói riêng cho dân tộc Việt chúng ta, tức là làm cái điều muốn hụt hơi, xém tắt thở mấy lần tại bận rộn quá. Đây là những tin mừng vô cùng vĩ đại, Thiên Chúa Giêsu hiện ra, những đồng chiến sĩ hiện ra, sư tử nhà Chúa hiện ra, và nhiều phép lạ hiện ra, quỷ Sa Tăng hiện ra cảnh báo, quỷ mang xà hiện ra, vân 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 vân, đủ thứ chuyện đó. Thế nhưng chúng ta làm như là không có chuyện gì xảy ra, đa số như thế. Lý do tại sao? Tại vì cặp mắt tâm linh của chúng ta đã và đang bị quỷ Sa Tăng và quỷ Đô Xanh giăng bẫy, thành ra che cặp mắt tâm linh chúng ta trở thành tối hù, hoặc là quờ quạng, không dám nhìn vào sự thật, hoặc là chúng ta quá bận rộn với những công việc thích và muốn, đúng không? Có thể tôi sai, nếu mà tôi sai thì kính xin đồng bào hãy dẫn chứng cho tôi biết là lý do tại sao đồng bào những loại chúng ta, và nhất là dân Việt chúng ta, lại thờ ơ với hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra, với hình ảnh những đồng chiến sĩ hiện ra, và đương nhiên với hình ảnh ông bà của chúng ta hiện ra, và hình ảnh quỷ Sa Tăng hiện ra, quỷ băng xài hiện ra, vân vân và vân vân, tôi đã trình bày trên ban hôm nay. Kính thưa đồng bào thân mến, sự thật là sự thật, chúng ta sẽ đối diện với sự thật, điều đó không thể chối cãi được. Và đây là những hình ảnh thật, đây là hình ảnh tôi làm hình màu đậm hơn để cho bá tánh nhận diện rõ ràng hơn. Tuy nhiên đây là hình màu gốc là như thế này, ví dụ khá như vậy thì nó có sẵn đây nhé, chứ mình nói là phải nói có sách mắt phải có chứng. Đây là hình màu gốc, khuôn mặt chưa xuất hiện ra nên mấy bên đây là anh hùng chiến sĩ
Nhẫn độc chiến sĩ khuôn mặt hiện ra, mà thấy rõ ràng tôi đã trình bày trên 3 năm nay trên internet, trên đài radio, bây giờ trên đài truyền hình. Ông bà tổ tiên cũng hiện ra với chóp váng như thế này, ông rồng bà phụng đấy nè, ông rồng ở phía trên, ông rồng vương đạo Việt, còn phía dưới là bà phụng Việt hiện ra, và nhiều phép lạ vô cùng đặc biệt đã hiện ra. Kính thưa đồng bào quý mến,